Xin mến chào quý vị, cô chú, anh chị và các bạn thân mến. Chào mừng quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại theo dõi video tiếp theo hôm nay của mình trên kênh Neo 10 TV. Lý do khiến nhiều người giàu cũng phải ráng gom tiền để mà sang Mỹ. Có thể rằng là sang Mỹ họ sẽ không làm được những cái công việc đúng với lại cái ngành, cái nghề mà họ đã học ở Việt Nam. Hoặc có thể là sang Mỹ họ chỉ làm những cái công việc nôm na như là làm nail hay làm công nhân, làm hãng xưởng vân vân. Đó, nhưng mà họ vẫn chọn con đường đi sang Mỹ. Và trước đó thì có vô vàn những cái bài chia sẻ từ những cô chú, anh chị, những người đi trước. Họ đã có những cái trải nghiệm thực tế về cuộc sống Mỹ, lẫn cái cuộc sống mà bỏ Mỹ về Việt Nam vân vân. Có rất nhiều những câu chuyện chia sẻ. Và mình đặt ra một cái câu hỏi là tại sao có nhiều người họ dám bỏ ra hơn 1 tỷ đồng chỉ để lo chạy chọt thủ tục để mà được sang Mỹ định cư. Dù ngay cả bản thân họ, họ biết được rằng là cái số tiền đó nó đủ cho họ có thể sống tốt ở Việt Nam, nhưng mà họ vẫn chọn cái con đường là năm ăn năm thua để mà có thể chạy chọt giấy tờ qua được Mỹ. Mà qua được Mỹ rồi cũng chưa hẳn là sẽ có cái cuộc sống được sướng như mong muốn, nhưng mà họ vẫn đánh đổi. Thì lý do tại sao ban đầu á, khi mà mình thấy có nhiều người họ chia sẻ này kia thì mình cũng thấy có nhiều chuyện nó rất là phi lý, thưa quý vị. Tại sao mà họ dám bỏ ra cả tỷ đồng, cả tỷ bạc để mà làm những cái vấn đề như là kết hôn giả? Cái đó vừa phạm pháp, vừa rủi ro nữa, có thể là mất tiền, mất luôn cơ hội đi Mỹ, vĩnh viễn luôn. Nhưng mà tại sao họ vẫn chọn cái con đường năm ăn năm thua đó? Nhiều khi mình nghe mình cũng rất là vô lý, đúng không quý vị? Phi lý. Nhưng mà cái đó là mình chỉ nghĩ trong đầu thôi. Bản thân của mình đây đã có những cái trải nghiệm cuộc sống ở Việt Nam, sau đó thì được sống ở bên Mỹ một thời gian, thì mình đã đúc kết ra rất nhiều những cái ý nghĩ như sau. Và cái lý do mà tại sao nhiều người người ta vẫn chấp nhận qua Mỹ, thì qua đây video ngày hôm nay Neo 10 TV muốn chia sẻ một chút cho cô chú anh chị mình nghe. Đây là chỉ là một cái góc nhìn theo phạm trù là tổng quan cá nhân mình thôi. Và không biết rằng cô chú anh chị mình có những cái trải nghiệm thực tế nào, hoặc có những cái nhận xét bình luận nào, mình có thể để bên dưới một comment video hôm nay quý vị nha. Cái thứ nhất mà mình muốn nói tới đó là về cái thu nhập ở Việt Nam. Thật sự mà nói là thu nhập mà mình kiếm tiền làm lương ở Việt Nam á, nó chưa bao giờ là xứng đáng để mà mình có thể gọi là ở lại, nếu mà mình suy xét về cái vấn đề mà đi làm, cái công sức mình bỏ ra và cái đồng lương mình nhận về thực tế, hai cái nó thường hay khập khiễng với nhau và nó không có được xứng đáng với cái đồng mà với lại cái công sức mình bỏ ra, đúng không quý vị? Mình không xét tới những cái quốc gia châu Mỹ, châu Âu vân vân. Mình chỉ nói cái phạm vi là châu Á thôi, là nó đã thấy có một cái sự rõ rệt. Chẳng hạn như là thứ nhất là thu nhập ở Việt Nam nè, chẳng hạn mình so sánh ở cái mức thu nhập ở Việt Nam là thu nhập thấp, chi phí tiêu dùng, mặc dù so với cái nước bạn thì chi phí tiêu dùng nó không có cao, nhưng mà so với cái đồng lương và cái chi phí tiêu dùng ở Việt Nam thì cái thu nhập thì nó lại thấp, mà cái chi phí tiêu thì nó lại cao, đúng không quý vị? Đó, thứ gì ở Việt Nam đa số là nó sẽ có những cái khập khiễng như thế. Vì vậy mà cái đồng lương thì nó nhích lên từ từ. Nhân viên người ta đi làm, người ta mong muốn là lương cao, nhưng mà cái lương nó lại lên rất là chậm, mà trong khi chi phí vật giá leo thang mọi thứ thì nó lại tăng lên rất là nhanh. Nên là họ có cuộc sống cũng khá là chật vật. Họ có thể gọi là không quá dư giả đối với những người mà có cái thu nhập tầm trung. Còn những người mà thu nhập quá cao thì mình không nói rồi. Những người thu nhập tầm trung hoặc là thu nhập thấp thì đối với họ là cái mức chi phí mà biến đổi ở bên ngoài xã hội á, những cái chi phí tiêu hao sinh hoạt mọi thứ nó đang ngày càng tăng, mà cái đồng lương thì lên quá chậm, hoặc có thể là lương còn bị thấp nữa. Rồi bây giờ mình nói nôm na một cái điện thoại iPhone thế hệ mới đi. Bây giờ một cái iPhone thế hệ mới, iPhone 14 đi, ở Việt Nam bây giờ thì nó có dao động khoảng tầm là 30 triệu, 35 triệu một cái, đúng không quý vị? Là coi như một cái người nhân viên mà ở cái mức thu nhập tầm trung mà muốn mua được cái điện thoại đó, là họ phải đánh đổi bằng cái việc là có thể là nhịn 3 tháng lương mới có thể mua được cái điện thoại đó. Đó, mà không phải em đang nói là không có trả góp không gì hết nha, là họ phải nhịn để dành dụm 3 tháng, 4 tháng lương mới có thể mua được cái điện thoại đó. Trong khi ở những cái quốc gia mà tiên tiến khác, mình nói nôm na là các nước châu Âu, các nước châu Á lân cận như là Singapore, Malaysia vân vân, thì có thể họ chỉ mất khoảng tầm một tháng hoặc là có thể vài ba tuần là họ có thể là mua được cái điện thoại iPhone rồi, đời mới rồi. Là đó là cái thứ nhất mình nói. Nói tới cái chuyện là mộng cao sang hơn là mua được cái nhà đi.
ai đi làm thì cũng mong muốn là an cư lạc nghiệp, cũng có ngày có mua được cái nhà cho mình, đúng không quý vị? Một cái tài sản trong tay. Và thưa quý vị, là nếu mà ở Việt Nam này, mà nếu mà mình muốn mua một cái căn nhà, nó là đối với những người thu nhập mà gọi là lương đều 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 đều, đều nó không có một cái gì đó gọi là đột phá, thì thiệt sự mức lương mà cứ nhận mức lương mà trung bình 15, em cho mức lương cao lắm nha, là lương 15-20 triệu một tháng, thì thật sự cái việc mua nhà nó cũng là một cái điều gian nan, và nhiều khi còn phải vay nợ đầu trên xóm dưới rất là nhiều. Và hàng tháng còn phải áp lực về cái chuyện là áp lực rất nhiều về cái chuyện là trả nợ ngân hàng, trả nợ lãi suất. Ít ra đó thì ở Việt Nam á, ở bên nước ngoài á, thì họ sẽ có nhà nước nhiều khi hỗ trợ về cái phần mà cho vay, hỗ trợ cái này cái kia. Đó, rồi thêm cái nữa là nhiều khi có một số nước còn tiên tiến hơn là họ có thể hỗ trợ cấp nhà đối với những người mà lao động thất nghiệp hay là không có già neo đơn này kia, họ sẽ cấp nhà, chính phủ họ sẽ cấp nhà cho ở. Thì ít ra cái vấn đề đó là cái thứ nhất là về nhu cầu ăn ở, về cái vấn đề tiếp theo là ăn uống ở bên nước ngoài. Nhiều khi á, các nước á, đặc biệt ở nước Mỹ, cái vấn đề mà thực phẩm mà được đưa vào nước Mỹ để mà có thể mà cho người người dân người ta sử dụng là đều qua kiểm định rất là khắt khe. Nên là sống ở những cái nước như vậy thì mình sẽ không có lo ngại cái vấn đề ngộ độc đó, hay là không sợ những cái vấn đề là mầm móng sinh ra những cái bệnh hoạn nguy hiểm như là ung thư, ung đồ, đúng không quý vị? Và ở bên nước ngoài về y tế thì mình cũng được hỗ trợ về cái vấn đề y tế, chứ không phải là đi đâu cũng tốn tiền, khám chữa bệnh gì cũng tốn tiền, tốn quá trời tiền. Cái điều thứ hai mà mình muốn nói tới đây đó là có tiền cũng chả có đẻ ra tiền được nếu mà mình sống ở Việt Nam. Thiệt sự, nếu mà mình không có mà một cái nguồn thu nhập cao thì thiệt sự là thu nhập trung bình thì cũng khó có cơ hội nào có thể gọi là tiền đẻ ra tiền. Với một cái người mà gọi là đại gia thì mình không nói rồi, đại gia thì họ có một cái số tiền gọi là tỷ 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 trở lên, thì họ có cái khả năng là ví dụ như họ đầu tư chỗ này thất bại thì họ có cái khoản đầu tư chỗ khác thành công thì nó sẽ bù qua sớt lại. Nhưng mà đối với một cái người mà họ có thể là chỉ có trong tay khoảng tầm 5-7 tỷ thì thiệt sự cái cơ hội mà để mà đầu tư kinh doanh mà để tiền đẻ ra tiền là nó cũng rất là khó khăn. Nếu chẳng may mà thất bại một vố là coi như là gần như mất trắng, đúng không quý vị? Nên cái việc mà đầu tư kinh doanh ở Việt Nam, thứ nhất ngoài cái sự khôn khéo, cái thứ hai là mình phải có vốn liếng rất là nhiều. Đó, thì thật sự nó là như vậy, mình đang nói cái hiện thực. Còn cái điều mà mình muốn nói ở đây nữa là về cái cuộc sống. Dù bây giờ là mình ở Việt Nam nha, có nhiều người, mình có một vài những người bạn ngày xưa đó ở Việt Nam là học ra lấy bằng thạc sĩ này kia, tiến sĩ đó, nhưng mà cuối cùng vẫn đâu đó vẫn có những người là thạc sĩ tiến sĩ mà vẫn gọi là lên đên rài đây mấy đó, làm nay chỗ này mai chỗ kia, tức là họ không có ổn định được sự nghiệp. Chưa kể là nhiều khi có những người họ chán nản quá cho nên là cuối cùng học xong lấy cái tấm bằng thạc sĩ tiến sĩ gì rồi xong cuối cùng ở nhà không. Vẫn có nha quý vị, vẫn có. Thì có thể là cũng do một phần do cái người đó, cái tính cách họ như thế nào đó. Nhưng mà nói chung nôm na là vẫn có những cái trường hợp đó xảy ra ở Việt Nam này khá là nhiều, khá là phổ biến. Còn ở bên Mỹ á nha, thì mình không có khen bên Mỹ về cái gì cả, mà mình chỉ nói nôm na một cái người mà chỉ cần qua Mỹ một thời gian, có một chút vốn liếng tiếng Anh, giao tiếp tốt một xíu, cần kiệm, thì coi như 2-3 năm cần kiệm như vậy, tích góp như vậy 2-3 năm là đã bắt đầu dư ra được 40-50 ngàn đô, hay là có thể nhiều hơn, không chừng là coi như là mình sẽ được sống trong một cái căn hộ tương đối là ok, đầy đủ tiện nghi, có được một cái chiếc xe ô tô, một cái môi trường ở bên Mỹ thì coi như là vừa xanh, vừa sạch, vừa mát, vừa trong lành, đúng không quý vị? Rồi còn thêm một cái chế độ an sinh hợp lý, một cái nguồn thực phẩm sạch đã qua kiểm nghiệm kỹ càng, và quan trọng là mình có quyền được phát biểu bất cứ cái gì mà mình muốn. Thì những cái thứ này ở Việt Nam nó sẽ không bao giờ được thụ hưởng được có những cái đó. Thêm một cái điều thứ tư mà mình muốn nói đó là khi mà mình sang nước ngoài sẽ giàu liên tiếp mấy họ, chứ nó không phải là chỉ giàu có một đời. Bây giờ mình chẳng hạn mình nói ở Mỹ đi, cái này á, mình tính là ví dụ như ở Mỹ đi, đơn giản là qua Mỹ có thể chỉ là mình chỉ là một cái người thợ neo bình thường, nhưng mà bản thân mình sẽ được hưởng đầy đủ các cái chế độ dân chủ, đời sống công bằng, con cái của mình sau này sẽ được thụ hưởng một cái nền giáo dục Mỹ miễn phí, cái thứ mà người Việt mình đang sống ở Việt
phải mất gần 20.000 đô mỗi năm để cho con học trường quốc tế mà vẫn chưa chắc là học trường quốc tế có thể ngang ngửa sánh bằng với lại một cái người học tại nước ngoài. Tiếp theo nữa là con cái mình sẽ có người lo cho tới khi mà nó trưởng thành thay cho ba mẹ luôn. Nên là mình sẽ không bao giờ sợ là phải sợ thất nghiệp, sợ thiếu điều kiện lo cho con như là ở Việt Nam vân vân. Và con cái của mình sẽ không bao giờ ỷ lại vào ba mẹ. Bởi vì là cái chế độ ở bên Mỹ là người nào làm việc người nấy hưởng. Tức là người nào làm thì người đó hưởng. Chính phủ họ sẽ hỗ trợ cho tới 18 tuổi thôi. Và cũng không cho phép ba mẹ để lại nhà cửa cho thế hệ sau. Nếu mà mình muốn sang căn nhà đó cho con cái thì con của mình lại phải đóng một cái khoản thuế rất là cao. Nếu chẳng may á mà mình qua đời thì tất cả chủ nợ, đặc biệt là nợ tiền bệnh viện nè, họ sẽ đến phong tỏa căn nhà đó và toàn bộ tài sản của mình, kể cả tiền tiết kiệm trong ngân hàng. Cũng từ đó mà con cái nó sẽ có một cái tư tưởng, đó là nó sẽ phải tự học cái cách tự lập, học cái cách tự làm chủ bản thân và phấn đấu để có thể sống tốt nhất có thể ở bên Mỹ. Và cái điều mà ở Việt Nam mình nó lại đi ngược lại. Ở Việt Nam thì nào là ba mẹ để lại tài sản di chúc này kia, đất đai, căn hộ cho con cái, xe cộ. Rồi con cái bắt đầu bu lại tranh giành, con cái bắt đầu ỷ lại vào những cái tài sản của ba mẹ để lại đó, mà bắt đầu nó sinh ra là lười lao động, lười suy nghĩ, đó, lười kiếm tiền. Và bắt đầu là chưa kể là có những đứa nó còn hư phá của nữa, đúng không quý vị? Và mình nói luôn là thật sự là chắc hẳn là mọi người sau khi đọc xong cái này sẽ nói là để đâu đó sẽ có những anh chị nghĩ rằng là tại sao mà mình lại tâng bốc cái cuộc sống Mỹ như thế. Nhưng mà thật sự em tin rằng là sâu trong lòng mọi người cũng sẽ có một cái nhìn nhận nào đó, một cái khía cạnh nào đó nó tương đồng với em. Bởi vì là ở bên Mỹ thì cũng phải mua nhà, cũng phải trả góp, cũng vẫn có. Và mình phải mang nợ như vậy, đôi khi nó mang nợ cả đời để mà sống được ở trong căn nhà ở bên đó. Nhưng mà mình ngồi suy xét lại thì có vay thì có trả, thì thật sự cũng không gọi đó là khổ. Trong khi ở Việt Nam nhiều người họ làm cả đời chưa chắc mua được một căn hộ. Rồi bây giờ có nhiều người họ lại nói là qua bên Mỹ sống xuất ngoại như vậy, bỏ ba má ở Việt Nam là coi như bất hiếu. Nhưng mà thật sự mình ngồi suy xét lại, có rất nhiều những trường hợp các chị lấy chồng nước ngoài xong rồi qua đó một thời gian vợ chồng sống êm ấm và cũng giống như là gọi là mọc rễ ở bên đó rồi, mọc rễ ở bên đó, tức là sống tốt ở bên đó, cuộc sống đàng hoàng sung túc bên đó rồi, họ sẽ bắt đầu có cái tư tưởng là rước ba mẹ qua bên đó định cư. Có rất nhiều các chị nha, qua bên Mỹ này xong rồi sau đó thì lần lượt cũng bảo lãnh ba, bảo lãnh má để mà qua bên Mỹ an hưởng tuổi già, thụ hưởng và định cư bên đây. Đúng không quý vị? Thì cái đó mình không gọi là bất hiếu nha. Cái đó mình gọi là đánh đổi. Và cái gì ở trong cuộc xã hội này, cái gì mình muốn có, mình muốn có một cái gì đó nó tốt, mình muốn có một cái gì đó nó ngon, thì bắt buộc mình đều phải trả giá cả. Và cái giá mình phải trả đó là cái khoảng cách địa lý và cái khoảng thời gian mình xa ba má, không gần gũi kế bên. Nó đánh đổi bằng cái việc đó là trăm tuổi già ba má có thể ở bên cạnh mình và sống ở một cái đất nước nó phát triển, nó tốt về an sinh xã hội, về lẫn môi trường, thì coi như cái giá đó mình trả nó cũng xứng đáng, đúng không quý vị? Thì cái đó không gọi là bất hiếu nha. Tiếp theo là con cái khổ. Có nhiều người nói là con cái sẽ khổ khi mà nó sống ở bên Tây, bởi vì nó sống bên Tây thì nó không có được ba mẹ chăm sóc mà gọi là tỉ mỉ rồi sát sao giống như là ba mẹ kiểu sống giống như là kiểu ở Việt Nam. Ba mẹ Việt Nam dạy con thì thường bám sát theo con đó, thường hay định hướng cho con là cái nào nên, cái nào không nên, giống như là cầm tay chỉ việc cho con. Nhưng mà sống ở bên Tây thì đa số là ba mẹ để cho con sống rất là thoáng. Thoáng ở đây là đa số là ba mẹ sẽ dạng như là cho con được cởi mở, cho con được bộc lộ được con người thật của con chia sẻ với ba mẹ vân vân. Thì ở thật sự ở Việt Nam bây giờ cũng có rất nhiều người họ dạy con theo cái xu hướng của Tây hóa như vậy. Thì tại sao quý vị? Mình nói tại sao cái câu là con cái qua bên Mỹ nó sống nó khổ. Nhiều người nói là qua đó ba mẹ lo cắm đầu cắm cổ đi làm, sống ở bên Mỹ là mở mắt ra là mạnh ai nấy đi làm tới tối về mệt quá lăn ra là ngủ thôi, cho nên là không có chăm sóc cho con cái, bỏ bê con cái, rồi con cái nó phải tự sinh tự diệt. Nhưng mà mình ngồi mình suy nghĩ lại nha, ở Việt Nam có rất nhiều những người họ quá giàu, họ quá thành công, công việc của họ quá là nhiều, họ cũng đâu có thời gian lo cho con sát sao đâu quý vị.
Mà nhiều khi nha, họ lại còn có thêm một cái tư tưởng là không lo cho con, mà ngược lại còn ép con phải làm theo ý của mình. Trong khi ba mẹ kiểu Tây á, ba mẹ sống bên Tây á, thì họ không có thời gian lo cho con nhiều thôi, nhưng mà họ vẫn luôn trên tinh thần là bầu bạn với con, nói chuyện với con như hai người bạn để cho mình có thể đồng cảm với con và con nó cũng có thể hiểu mình. Chứ họ không bao giờ mà đưa ra cái ý định là ép con phải theo cái tư tưởng của mình. Mình muốn cái gì con mình phải muốn theo cái đó, mình không có ép nha. Thì sống theo kiểu Tây nó khác với kiểu ta nó chỗ đó. Đúng không quý vị? Và ở bên Tây á, họ hướng dẫn cho con cái cách là con phải biết chịu trách nhiệm cái cuộc đời của mình. Đó, nên là em cảm thấy rằng nếu mà nói rằng con cái sống ở bên Tây khổ hơn con cái sống ở bên ta, thì mình ngồi mình chỗ này mình cũng suy nghĩ lại là chưa chắc. Rồi ở Việt Nam á, thì nó lại có thêm một cái vấn đề mà thật sự là ai nói tới bà con mình sống ở bên Mỹ này lâu, ai nói tới Việt Nam cũng sẽ nhớ ấn tượng cái điều đó là Việt Nam quá nguy hiểm về vấn đề giao thông. Đúng không quý vị? Mình chưa nói về vấn đề thực phẩm ăn uống độc hại nè. Rồi nhiều khi là cầu cống ở Việt Nam mình nè, nó sơ sài, đường xá thì ổ gà ổ vịt chông chênh. Đó, rồi bắt đầu là chưa kể là cái vấn đề là giao thông, chạy xe nhiều khi có nhiều người chạy ẩu, đánh nhanh rút lẹ, rồi chạy xe vượt đèn xanh đèn đỏ vẫn ào ào vẫn có nha quý vị, rất là nguy hiểm. Nên là nếu mà mình nói về những cái hệ thống đường xá cũng giống như là xe cộ và đường xá ở Việt Nam mình, thực sự là nó vẫn là một cái vấn đề đáng phải nói. Cho nên thật sự là nói đi rồi bắt đầu mình cũng đúc kết lại là sang Mỹ nó rất là khó. Và nói chung là sang những cái đất nước mà định cư, những cái đất nước mà họ càng phát triển càng văn minh đó, nó lại càng khó hơn. Cho nên đó là mình phải, em vẫn có đưa ra một cái lời khuyên rằng là nếu mà có muốn đi á, thì mình cũng nên đi bằng một cái con đường nó chân chính, thì khi mình qua đó mình mới thấy được là mình đáng sống ở cái đất nước đó. Mọi người có thể là cố gắng phấn đấu để mà đạt được cái mục đích của mình, chứ thực sự là có tiền rồi mình đi con đường tắt. Rồi nhiều khi qua tới bên đó, con đường tắt ở đây là có nghĩa là nhiều khi làm những cái trái pháp luật á, xong rồi mình định cư bên đó, mình bị phát hiện xong mình bị đuổi về Việt Nam là coi như mình mất trắng rồi chứ, đúng không quý vị? Cho nên là thà rằng mình cực khổ, mình cất công, mình bỏ công, bỏ của để mà mình có thể cực lực đi được qua một cái đất nước mà mình mong muốn. Tuy nhiên, những cái đó mình trả giá để rồi mình có được một cuộc sống gọi là ổn định ở bên Mỹ thì nó cũng xứng đáng. Còn hơn là mình chạy đường tắt nhưng mà cuối cùng qua đó rồi không may mà lỡ phát hiện gì đó mình trái luật thì mình bị đuổi về và mình vừa mất tiền, vừa mất luôn công sức. Nên chỗ này thì mình chia sẻ một chút thôi, bởi vì là ngày hôm nay mình cũng có xem qua một cái status của một bạn. Bạn chia sẻ về cái cuộc sống Mỹ quý vị. Và mình cũng có một số cái muốn chia sẻ để cho những bạn khi mà xem video trên kênh á, mình có một cái nhìn nhận. Bởi vì á, ở đây á, thì chung quy á, là mình không có nói rằng là Việt Nam không đáng sống. Cái việc mà đáng sống hay không á, là nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Yếu tố thứ nhất á, là về cái góc nhìn. Cái thứ hai là về hoàn cảnh gia đình. Cái hoàn cảnh gia đình của mình ở Việt Nam nó như thế nào? Có nhiều người hoàn cảnh gia đình ở Việt Nam quá là khổ đi, bắt buộc họ phải ôm mộng là đi qua nước ngoài để có thể giúp đỡ nguyên một gia đình. Đó, cho nên là mình cũng phải ngồi suy nghĩ lại là thật ra Việt Nam cũng không hẳn là không phải là đáng, không, cũng không hẳn là không đáng sống, mà là mình phải suy xét ở trên nhiều khía cạnh về cái hoàn cảnh gia đình, về cái mong muốn của bản thân, cái ước mơ của bản thân. Cái thứ ba nữa là về cái trình độ, cái học thức của mình. Đó, rồi thêm cái thứ tư nữa là về tài chính cá nhân. Nó dựa trên nhiều yếu tố lắm quý vị. Cho nên là nhiều khi có nhiều người họ mơ đi nước ngoài nhưng mà họ cả đời họ không có cái duyên để đi. Mình dùng cái từ không có duyên để đi, một phần là không có duyên, một phần là vì không có tiền. Quý vị, nó thẳng là như thế. Không có tiền để mình có thể có cái mơ rằng đi được nước ngoài sống. Và giống như là mình cũng không có những mối quan hệ, không có những mối quan hệ này kia để mà mình có thể kết nối và mình có thể làm quen này kia. Cho nên là nhiều khi có nhiều người họ không có duyên ở chỗ đó nên mãi mãi không bao giờ được đi định cư ở nước ngoài. Nhưng có những người họ có duyên rồi thì nhiều khi á, họ không cần làm gì hết mà tự nhiên cái duyên nó tới với họ thì tự nhiên họ cũng có duyên đi. Đó, thì thưa quý vị, là cái video ngày hôm nay mình chia sẻ một chút về cái cuộc sống ở bên Mỹ.
dành cho những người nào mà họ có cái mong muốn, có một cái suy nghĩ rồi đang phân vân giữa cuộc sống Mỹ và cuộc sống Việt Nam, thì mình có một cái góc nhìn đa chiều, khách quan giữa hai bên để mình cân đối xem là cuộc sống nào nó đáng sống hơn và nó phù hợp hơn với bản thân mình. Đến đây thì video cũng xin phép được khép lại và rất cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Mong rằng là video này có thể giúp ích cho cô chú anh chị mình cũng như các bạn trẻ. Đến đây thì video xin khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị cô chú anh chị mình ở một video kế tiếp.